Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong, đến từ Coi68. Một lần nữa, rất vui khi lại có dịp được ngồi tại số podcast này và cùng chia sẻ với mọi người về thị trường DeFi cũng như là thị trường crypto trong thời gian vừa qua. Và chắc là chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói ở trong cái buổi ngày hôm nay. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ để người đồng hành cùng mình trong cái tập hôm nay gửi lời chào đến mọi người ha. Ok, hello, xin chào anh em, xin chào Phong. Rất vui khi mình hôm nay lại có cơ hội để đồng hành cùng với DeFi Discussion. Và chắc là không dài dòng nữa thì chúng ta sẽ vào luôn cái chủ đề của tuần này. Một cái chủ đề mà mình nghĩ là rất là nóng hổi và nhiều anh em cũng quan tâm và tò mò thời gian gần đây. Đặc biệt là sau khi có nhiều cái tin tức cập nhật rất là nóng hổi liên quan từ khóa này ha. Dạ, thực ra đây là cái giai đoạn mà bọn mình đã chờ một thời gian khá là lâu rồi. Một cái từ khóa mà đủ sức để nó khuấy động cả cái thị trường, kể cả builder lẫn kể cả user bình thường. Và nó trigger lại câu nói mà mình hay đùa là I'm here for tech. Thực ra thì tech thật, cái này là câu chuyện tech thật. Và nếu như mà mọi người theo dõi thị trường tuần vừa qua, bên cạnh những cái airdrop, những cái cập nhật mới, thì chúng ta có một cái từ khóa chắc chắn ai trong thị trường này cũng đều để ý, đó là câu chuyện về ZK EVM. Để nói sơ qua về, nói nhanh qua về cái khái niệm này thì nó bao gồm hai phần: ZK là Zero Knowledge và EVM là Ethereum Virtual Machine. Nhưng mà hai cái phần này, tức là hai cái từ khóa này á, đứng riêng rẽ với nhau á, thì nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Nhưng mà bây giờ tại sao cái việc mà nó ghép với nhau lại trở thành một cái làn sóng đối với thị trường? Chắc là ok, mình tua ngược cái cột băng một xíu vào khoảng tập, mình nhớ không nhầm là tập 22, một con số nó cũng rất là đẹp. Thì mình với Phong cũng có làm một cái tập liên quan đến các cái layer 2. Thì ở thời điểm đó bọn mình ngồi xuống với nhau nói về Optimistic Roll-up và ZK Roll-up. Tuy nhiên là ở cái thời điểm đó thì cái thông tin về những cái mảng sản phẩm này nó không quá chi tiết, nên là bọn mình cũng chỉ có thể gọi là đá nhẹ xịn sơ sơ qua và nói về cái cách các cái giải pháp này nó hoạt động thôi. Thì trong cái thời gian gần đây thì khi mà những cái giải pháp này nó mang tính nó tập trung vào những cái từ khóa nhiều hơn, thì chúng ta mới có nhiều thông tin hơn để chúng ta ngồi nói với nhau. Thì đó là lý do tại sao mà bọn mình, nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao cái từ khóa này nó không gì mới. Nó xuất hiện rất là nhiều lần rồi, cộng đồng nói rất là nhiều, nhưng mà bây giờ bọn mình vẫn đào lên và bọn mình nói lại. Đó là bởi vì thị trường nó có những cái bước phát triển mới và nó gần như là nó input một lượng thông tin rất là kinh khủng. Yeah. Cái đó là một cái lời giải thích nó cũng hơi lan man một xíu. Bây giờ mình sẽ back lại cái câu hỏi là tại sao ZK nó đứng riêng lẻ thì nó cũng ok, cũng thu hút. EVM nó đứng riêng lẻ nó cũng thu hút, nhưng mà khi mà hai cái từ khóa này nó kết hợp với nhau thì nó mang lại một cái sức hút rất là kinh khủng. Thì như anh em cũng biết là một năm vừa qua thì Ethereum họ cũng liên tục có những cái giải pháp, những dự án layer 2, họ cung cấp những cái giải pháp để hỗ trợ mở rộng cái quy mô, giúp tăng cái tốc độ giao dịch cũng như là giảm thiểu cái chi phí. Rollup là một giải pháp layer 2, và trong cái rollup này nó sẽ có hai loại là ZK, là Zero Knowledge và Optimistic. Thì Optimistic thì nhiều anh em cũng thấy là cũng rất là hot trong một hai tuần đổ lại đây, đặc biệt là sau những cái airdrop của Optimism và Arbitrum. Thì đây là một cái nhánh liên quan đến Optimistic. Còn ZK á, là nó sẽ tạo ra những cái Validity Proof, là những cái bằng chứng là xác thực cho cái giao dịch ở trên layer 2. Và những cái bằng chứng này nó sẽ đẩy xuống layer 1, và trong cái quá trình đẩy đó thì nó sẽ tương ứng với cái quá trình là xác thực cái giao dịch luôn. Và như vậy thì nó sẽ tăng cường cái tính bảo mật tốt hơn cho các cái giải pháp layer 2 này. Thì về bản chất thì ZK nó không tương thích với EVM, tức là Ethereum Virtual Machine á, thì về bản chất là hai cái khái niệm này nó không có liên quan gì với nhau và nó không tương thích với nhau. Tuy nhiên là bây giờ nó có nhiều cái dự án họ nghĩ ra cái giải pháp để làm sao để tương thích và kết hợp ZK và EVM. Và chính cái sự kết hợp này thì nó tạo nên một cái tiếng vang rất là lớn. Bởi vì anh em biết là nếu bây giờ mà một cái cộng đồng mà lập trình viên họ quen với Solidity rồi, mà họ không được dùng cái Solidity để họ viết những cái smart contract, họ xây dựng sản phẩm bằng cái ngôn ngữ này, mà họ phải dùng một cái ngôn ngữ khác, thì nó sẽ rất là hạn chế. Thì khi mà bê cái EVM này, đưa cái sự tương thích này kết hợp với ZK, một cái tốc độ và một cái giải pháp scale nó tốt hơn, thì cái này nó thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng.
Đó là một cái lời giải thích nó rất là dài dòng, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ đủ chi tiết và anh em sẽ gọi là hiểu cái lý do tại sao mà nó có cái khái niệm này, chứ không phải là người ta gọi là đẻ ra một cái giải pháp xong người ta đi siêu đâu, mà thực ra là nó có một cái vấn đề và người ta bắt đầu lần và nó đi tới cái kết quả là cái giải pháp mà họ offer hiện tại là như vậy. Yeah, và thực ra là cái từ khóa này được mọi người để ý nhiều là cũng một phần là do trong thời gian vừa qua, không biết là do họ có hẹn với nhau hay là sau đó mà các dự án lớn đều ra những cái giải pháp hoặc là chạy mainnet hoặc là có một cái động thái gì đó liên quan đến từ khóa này. Consensus là công ty đứng sau MetaMask thì launch con Linear Linear hay là Linear gì đấy, mình cũng không biết đọc từ tên như thế nào, thì cũng là ZKEVM. Polygon, ZKEVM họ mainnet là chạy bản beta. ZK Signera nó là cũng là một cái câu chuyện mà mọi người, nếu mọi người follow thì mọi người sẽ thấy. Và một cái nữa là Tyco ZKEVM là testnet của họ cũng đã live rồi. Thì không có nhiều cái từ khóa mà trong thị trường mà có một cái sự chú ý về mặt lý thuyết nhé, tức là theoretically là cái khung lý thuyết của nó được mọi người chú ý, cũng như là đã có sản phẩm để mọi người có thể jump vào test rồi. Nhưng mà nhân tiện nói đến lý thuyết đó, thì chắc là sẽ phải nhờ Nguyên đi sâu vào hơn cái câu chuyện lý thuyết của ZKEVM. Là nếu mà mọi người có follow thì sẽ cái mức độ tương thích nó sẽ được chia thành các cái mức độ khác nhau, thì chắc là sẽ nhờ Nguyên là đi qua một số cái câu chuyện về mức độ tương thích, và nếu mà có ví dụ được về dự án thì càng tốt, để mọi người có thể hiểu được là vậy thì với cái EVM như thế này thì nó sẽ là tương thích đến cái mức như thế nào và người ta cần quan tâm đến những cái gì ở trong đấy. Trước hết á, là tại sao mình nói về cái tương thích này là để gọi là như là một cái thang đo để người ta xem là những cái giải pháp này, khi mà dự án họ phát triển ở trên những giải pháp này thì cái mức độ giống của nó so với cái mainnet, cái layer 1 của Ethereum là bao nhiêu. Đó thì nó mới đẻ ra cái thang đo là tương thích như thế này. Mình tạm gọi là hai cái cực đi, là Ethereum và Ethereum Virtual Machine. Tức là nếu mà gọi là sát với Ethereum á, thì gần như là nó y chang như là layer 1, nó y chang như Ethereum luôn. Còn Ethereum Virtual Machine á, thì nó vẫn gần giống với layer 1, nhưng mà nó phải thông qua một cái lớp là máy ảo, một cái không gian EVM đó để nó biên dịch. Thì nếu như mà ở cái cực là Ethereum thì nó sẽ gần như là nó tương thích 100%, còn nếu mà đi về cái cực là EVM thì nó vẫn tốt, nó vẫn đồng bộ như vậy, nó vẫn tương thích như vậy, nhưng mà nó ít hơn một xíu. Thì đây là hai cái cực trong cái khoảng cách giữa đó thì nó sẽ chia ra làm nhiều cái level nhỏ hơn nữa. Ví dụ như là Ethereum Equivalent, đúng không? Tức là giống y chang như Ethereum. Rồi sau đó nó sẽ xuống một cái nấc nữa là Ethereum Compatible, tức là nó tương thích với Ethereum. Xong rồi xuống dưới nữa thì nó sẽ có là Ethereum Virtual Machine Equivalent, tức là nó gần như y chang với lại cái hệ thống máy ảo EVM. Và dưới nữa là một cái gọi là Compatible với lại EVM. Thì mình sẽ tạm tóm gọn như thế này, tức là nếu như mà càng Ethereum thì nó sẽ càng giống với level 1, giảm xuống xíu thì nó sẽ là Ethereum Virtual Machine, thì nó không giống với level 1 lắm. Rồi tiếp tục như là những cái thang đo nhỏ nhỏ hơn thì nó sẽ có là Equivalent. À, thì Equivalent thì nó sẽ cao hơn Compatible, và dưới Compatible thì nó sẽ là những cái gọi là những cái linting hơn. Thì mình liệt kê ra những cái khái niệm như vậy để khi mà anh em có thể đọc và theo dõi những cái tweet ở trên Twitter thì có thể thấy cái dự án khi mà họ dùng cái khái niệm như thế nào, thì mình có thể hình dung được là họ giống với lại mainnet bao nhiêu phần trăm, họ giống về cái khía cạnh là, tức là giống về y chang như Ethereum luôn, cấu trúc y chang luôn, hay là họ chỉ có gọi là giống về mặt tôi có một cái máy ảo giống với Ethereum thôi, kiểu như vậy. Thì hai cái giống nó khác nhau. Chắc là mình sẽ nói một xíu về một cái ví dụ đi. Thì trong tuần qua chúng ta có cái Polygon ZKVM, nó cũng ra mắt cái mainnet, một cái phiên bản thử nghiệm cho cái giải pháp của Polygon. Thì tại sao mình lấy cái ví dụ này, thì tại vì nó cũng gây ra rất là nhiều cái tranh cãi và rất là nhiều cái drama xoay quanh cái câu chuyện là founder của Polygon thì cũng chửi nhau mình tạm gọi là tranh luận gạch đá với lại một cái ông đại diện của bên Scroll, tức là một cái giải pháp ZKVM khác cũng khá là nổi tiếng. Thì họ
tranh luận với nhau về cái câu chuyện là Polygon liệu có phải là EVM equivalent hay không. Tức là bây giờ trên cái thang đo của mình đúng không, thì EVM là nó là ở một đất dưới, còn equivalent thì nó là cái gọi là cái nấc cao hơn của cái nấc dưới, thì nó sẽ không phải là lên Ethereum mà là nó ở cái nấc EVM, nhưng mà nó là cái nấc cao nhất của cái EVM, tức là cái nấc equivalent. Thì ở cái nấc này á, thì lập trình viên họ cũng không cần phải gọi là thay đổi quá nhiều cái source code của họ. Polygon thì họ rất là tự hào, họ đi khoe những cái này đúng không, nhưng mà xong rồi thì đối thủ của họ chạy vào gọi là công kích thôi. Thì cái tập cách đây khoảng nửa năm hơn đó, bọn mình cũng ngồi nói về câu chuyện này, nhưng mà họ tranh luận với nhau ở cái mức độ bây giờ nó còn gay gắt hơn rất là nhiều, tức là họ gần như là công kích cá nhân luôn á, chứ không chỉ dừng ở cái khía cạnh là một vài cái comment nó gọi là vô thưởng vô phạt như cái hồi trước đó khi mà sản phẩm nó chưa ra. Thì bây giờ nó đã ra sản phẩm rồi thì họ bắt đầu có những cái cuộc cạnh tranh nó gay gắt như vậy. Thì đó là một cái ví dụ mà về cái độ tương thích để mọi người có thể hình dung. Thứ là vừa nãy mình nói câu chuyện là tại sao các bạn lại cần phải quan tâm đến cái sự tương thích như thế này. Thực ra là từ mức độ của retail thì dễ hiểu thôi, với từng cái mức độ tương thích ở mà Nguyên đã chia thì các dự án sẽ có mức độ bảo mật cũng như là có cái mức độ hiệu quả khác nhau đúng không? Ừ, đúng rồi. Đó thì đó mới là câu chuyện mà retail user phải quan tâm. Mình không biết là cái này nó có liên quan gì đến cái câu chuyện mà vừa nãy mình có nhắc đó, là Zcash Era bị sập mất 3 tiếng nhỉ? Là có phải là do cái vấn đề này là đến từ cái việc như thế nào ha? Thực ra thì ở thời điểm mà mình thu cái podcast này thì chưa thấy đội ngũ họ có những cái thông báo chi tiết về cái lý do bị sập, nhưng mà cái này thì nó liên quan đến cái đơn vị gọi là sequencer ha, rồi những cái đơn vị, tại vì ZK EVM á, thì nó sẽ có 3 phần chính là một cái smart contract đặt ở dưới layer 1. Thì cái này như là một cái gọi là một cái điểm để gọi là layer 2 nó truyền dữ liệu xuống layer 1 làm cái contract này. Rồi một cái phần thứ hai là cái sequencer, tức là những cái đơn vị mà họ sẽ thu nhận những cái yêu cầu giao dịch của người dùng ở trên layer 2 á, thì họ sẽ gom vào những cái người ta dùng cái từ là batch, tức là đại loại là gom thành một lô. Thì đây là cái phần thứ hai là cái sequencer, và một cái phần thứ ba là những cái prover, tức là những cái người mà sẽ tạo ra những cái proof, những cái bằng chứng là à cái giao dịch của những cái ông mà sequencer này đang gom á nó là hợp lệ, và họ sẽ gửi cái proof này xuống xuống layer 1. Thì ở dưới layer 1 thì nó có cái contract mà hồi nãy mình đã đề cập ở cái phần 1. Thì mình nghĩ là sẽ loanh quanh ba cái phần này thôi, tức là nếu như mà có cái lý do thì nó sẽ loanh quanh ba cái phần này thôi, nếu như mà không phải là do mấy ông sequencer thì sẽ là do những cái ông prover, tức là những cái ông mà tạo proof á, tạo cái ZK proof á, thì gặp trục trặc ở đó thì có thể nó sẽ làm mạng lưới nó bị đứng hình. Thì cái đó là nó liên quan đến phần là những cái thành phần tham gia vào một cái hệ thống ZKVM, một cái hệ sinh thái ZKVM nhiều hơn vì cái phần compatible. Tại vì cái compatible á, thực ra thì nó sẽ thiên về cái là hỗ trợ cái lập trình viên họ có thể dễ dàng thuận tiện soạn thảo những cái smart contract cho sản phẩm của mình. Và cái thứ hai là trong cái khâu mà biên dịch á, thì nó nếu như mà nó càng tương thích với Ethereum nhiều hơn thì hiểu nôm na là nó sẽ cái quá trình đi từ cái layer 2 xuống cái layer 1 thì nó sẽ không phải qua nhiều cái trạm và nó không phải biên dịch quá nhiều, thì nó sẽ giảm thiểu được những cái rủi ro về mặt tấn công là như vậy. Còn cái trường hợp của ZK Era thì ZKSync Era thì mình nghĩ là nó thiên về cái phần những cái thành phần tham gia vào cái mạng lưới đó nhiều hơn là cái câu chuyện về tương thích. Tại vì nếu như mà cái lỗ hổng tấn công nó liên quan đến mặt tương thích hồi nãy thì có thể nó sẽ dẫn đến một cái gọi là một cái sự kiện nguy hiểm hơn rất nhiều, liên quan đến bảo mật nhiều hơn, chứ không hẳn là chỉ là đứng cái execution thôi, đứng cái vận hành. Và khi mà nói đến câu chuyện tương thích ấy, thì nó lại là mình nghĩ đến một câu chuyện là ok, chúng ta đã có những cái level của mức độ tương thích nhất định trên nền Ethereum rồi, và sẽ có những cái dự án xếp vào trong những cái mức độ tương thích đấy. Vậy thì cái câu chuyện đặt ra ở đây, cái vấn đề đặt ra ở đây là nếu như vậy rồi thì cái thanh khoản trên những cái dự án này trên Ethereum trên về mức
thanh khoản trên ZKEVM nó có bị phân mảnh không? Đúng mà, chia theo mức độ tương thích như thế này. Ừ, chắc chắn nó sẽ bị phân mảnh. Tại vì gần như là những cái giải pháp ZKVM này họ là một tổ chức và một cái mạng lưới, nó hoạt động độc lập với nhau. Họ chỉ có một cái điểm chung với nhau là họ sử dụng cái security của Ethereum thôi. Tức là họ cắm một cái contract ở dưới nền layer 1 thôi. Và cái đó là cái điểm chung của họ. Còn việc thanh khoản ở trên những cái chain này nữa thì tất nhiên là nó sẽ bị phân mảnh, và nó sẽ có khả năng là tạo những cái bridge, tức là những cái cầu nối giữa hệ sinh thái của ZKVM này với cái hệ sinh thái của ZKVM khác. Nhưng mà về cơ bản là cái cầu đó nó chỉ giúp là thanh khoản đi qua đi lại những cái hệ sinh thái nó dễ hơn thôi. Nếu như mà ở một cái thời điểm nhất định thì hai cái cục thanh khoản nó sẽ không thể nào mà gọi là gộp lại với nhau được. Đó, thì nó sẽ tồn tại song song như vậy, và hai cái cục thanh khoản này nó sẽ không thể gọi là kết hợp với nhau để nó tạo ra một cái lực đỡ tốt hơn nếu như mà có một cái giao dịch nó có kích thước lớn. Đó, thì đó là mình lý giải như vậy. Vậy là câu chuyện là lại sẽ phải có những người đứng ra để giải quyết thêm cả cái vấn đề là xây cầu như vậy nữa. Ừ, đúng rồi. Ừ, yeah, I see. Nhưng mà quay sang một cái phía còn lại, người ta hay nói là the other side of the spectrum, tức là cái phần còn lại của cái quang phổ. Nếu mà nói đến ZKEVM mà bỏ qua Stacknet là một thiếu sót thì sẽ là một thiếu sót. Nhưng mà cái câu chuyện của Stacknet là theo cái khung mà Nguyên chia cái mức độ tương thích ấy, thì như là Stacknet là nó sẽ nằm ở nhóm 3, nhóm 4, tức ở đâu đấy ở phần dưới cùng cơ là họ sẽ có một cái cấu trúc rất là khác và cũng như ngôn ngữ lập trình rất là khác luôn. Vậy thì điều gì đã khiến team Stacknet chọn build cái team Stackware chứ, chọn cách build Stacknet theo một cái cách mà nó xa với lại cái mức độ tương thích của Ethereum như vậy? Thực sự ra thì Stacknet là một cái case mà mọi người cũng tranh luận rất là nhiều, tại vì không biết là có nên xếp Stacknet vào cái gọi là ZKVM hay không. Bởi vì anh em nào mà tìm hiểu thì cũng biết là họ có một cái virtual machine khác là Cairo, Cairo VM, Cairo Virtual Machine. Vì là build một cái hệ thống máy ảo mới nên là sẽ có một cái ngôn ngữ khác để nó tương thích với cái hệ thống máy ảo này. Tuy nhiên á, là Stacknet thì theo mình biết thì họ cũng có một cái công cụ để gọi là transpile, tức là để biên dịch từ những cái ngôn ngữ mà nhiều lập trình viên đang quen thuộc là Solidity sang cái ngôn ngữ cái opcode, tức là một cái ngôn ngữ mà cái máy ảo đó nó có thể hiểu được và nó có thể gọi là nó có thể tiếp tục để nó hoàn thành những cái bước tiếp theo trong cái supply chain đó. Đó thì họ có một cái công cụ để biên dịch như vậy. Tuy nhiên là cũng cần phải nói luôn là trong cái quá trình biên dịch này, như mình có nói hồi nãy á, nếu như mà nó tương thích với Ethereum càng cao thì nó sẽ giảm thiểu được những cái chạm biên dịch như thế này, và nó sẽ giảm thiểu được những cái rủi ro về mặt tấn công. Cái thứ hai nữa là về mặt gọi là những cái bất lệch vạch á, tại vì khi mà biên dịch như vậy thì như con người với nhau thôi, tức là mình đang nói tiếng Việt chẳng hạn, mà mình nhờ một ông phiên dịch viên thì qua cái ông phiên dịch viên đó thì có thể cái tiếng Anh nó không thể nào mà mượt như là người Việt nói với nhau, đúng không? Thì cái biên dịch này nó cũng như vậy, và nó sẽ có một vài hạn chế như vậy. Tuy nhiên đó là trả lời cái câu hỏi là tại sao Stacknet họ lại chọn cái hướng đi là làm một cái virtual machine khác, thì Ethereum virtual machine mọi người cũng hình dung là nó có những cái hạn chế của nó, và những cái tức là vì nó đánh đổi cái sự gọi là cái security, tức là nó muốn đẩy cái security lên cao, nên là nó sẽ đánh đổi một vài cái liên quan đến tốc độ và cái cách nó vận hành, thì nó sẽ không thể nào mà scale gọi là nhanh được, mà nó phải là từng bước. Cái này thì mình cũng có từng đề cập là Ethereum Virtual Machine nó sẽ là như vậy, tức là nó phải xong bước 1, xong rồi nó mới tới bước 2 nó tới bước 3. Đó thì cái này nó cái EVM này vô hình chung là nó trở thành một cái foundation, nó trở thành một cái nền tảng và nó thành một cái văn hóa cho cả cái hệ sinh thái Ethereum luôn, và họ sẽ build liên tục như vậy. Và chúng ta khi mà thấy nhiều cái nâng cấp thì nó sẽ có cái xu hướng này, thấy cái văn hóa này nó sẽ rất là đậm đặc ở trong cái cộng đồng build của họ, thì Cairo sẽ gọi là giảm thiểu cái sự trì trệ đó. Nhưng mà ngược lại thì như mình có nói hồi nãy thì sẽ phải đánh đổi một vài thứ liên quan đến cái sự xuyên suốt trong lúc mà biên dịch chẳng hạn. Thì nó là hai mặt của một đồng xu. Giải quyết được cái này thì chắc chắn nó phải
gặp vấn đề một cái mạng nào đó. Nhân nói đến cái chủ đề này thì thực ra mình cũng mới nghĩ đến thôi, trong lúc mà Nguyên nói đến thì chúng ta đã có ZK EVM rồi, nhưng mà cái câu chuyện là đang sự chú ý đang dồn hết lên trên Ethereum, nhưng mà với những cái layer 1 mà cũng tương thích EVM khác thì có thể ứng dụng cái kiểu, ví dụ như là ok ZK BNB chẳng hạn, thì ok câu chuyện của BNB là gì, là họ đã mở được cái scalability lên rồi, thì với cái ZK này á, thì nếu mà tăng cái tính bảo mật hoặc là tăng decentralized, I don't know, thì có một cái possibility nào là nó sẽ có một cái tương thứ như là ZK BNB để mà mang cái giá trị đấy lên trên cái chain này không? Thực ra thì mình nghĩ là có rồi đó, thế là mọi người sẽ hình dung là nó bắt đầu có những cái giải pháp như vậy ở những cái chain layer 1 mà tương thích với EVM khác, và họ đã có, mình nhớ không nhờ, như có build một cái tạm gọi là cái ZK BNB đi. Đó thì họ cũng đã build rồi. Nhưng mà câu chuyện ở đây là làm sao để họ thu hút được cái dòng tiền đổ sang những cái giải pháp mới này, và liệu cái nỗi đau á, tức là cái vấn đề đó nó có thực sự là nhức nhối hay không. Đó, thì ví dụ như Ethereum chẳng hạn, ok mọi người đồng ý là Ethereum có một cái sự decentralized nó cũng gọi là top đầu rồi, security như mình có nói hồi nãy là cái cách vận hành từ dưới hạ tầng thì nó luôn đảm bảo cái security là cái vô cùng quan trọng, nhưng mà cái transaction speed, tức là cái tốc độ giao dịch, thực sự nó là một cái điểm rất là gọi là nhức nhối của Ethereum. Thì bây giờ khi mà những cái ZK ở trên Ethereum họ nhảy vào, họ solve cái vấn đề này, họ cố gắng tăng cái tốc độ lên và giảm thiểu cái chi phí cho mỗi giao dịch và giữ lại được cái bảo mật của Ethereum mainnet L1, thì đây là một cái gọi là một cái nỗi đau nó xứng đáng được chữa. Còn ví dụ như mình không có gọi là suy diễn gì ha, những cái trường hợp khác, nhưng mà phải xem là cái nhu cầu ở những cái giải pháp, những cái mạng lưới khác thì nó có thực sự như vậy hay không, nó có thực sự nghẽn hay không. Tức là giống như mình có đề cập trong một cái tập liên quan đến Solana chẳng hạn, Solana họ cũng bắt đầu build những cái roll up chẳng hạn, nhưng mà bản chất là Solana nó đâu có bị về speed, về tốc độ giao dịch cũng như là phí giao dịch đâu. Tức là cái hoạt động ở trên nó chưa cần đến một cái giải pháp như vậy, một cái giải pháp mà chữa những cái vấn đề liên quan đến tốc độ giao dịch và chi phí. Thì đó là cái góc nhìn của mình như vậy. Còn build thì mình thấy là có nhiều dự án họ cũng build rồi. Và nhân tiện nhắc đến nỗi đau của người dùng thì mình nghĩ là với retail user thì cái nỗi đau lớn nhất là tốc độ và chi phí giao dịch, đúng không? Thực ra thì với ZK EVM thì mình nghĩ là hai cái đấy hình như cũng chưa phải là cái ưu tiên hàng đầu. Còn nhất là phí giao dịch thì Nguyên có nghe một cái thảo luận nào về cái câu chuyện phí giao dịch trên ZK EVM không? Thực ra thì trước khi thu cái podcast này á, thì mình với Phong cũng có chia sẻ với nhau là mọi người có đang bị gọi là bị hừng quá hay không, tức là bị hưng phấn quá với cái giải pháp ZK EVM này hay không, và mọi người có đang gọi là thần tượng hóa cái ZK EVM này hay không. Tại vì ZK Rollup nó được Vitalik ủng hộ rất nhiều trong những cái bài blog của ông này, thì thậm chí Vitalik còn dùng cái từ là endgame nữa cơ, tức là để nói về cái ZK Rollup là một cái giải pháp mà gần như là gần tối ưu luôn, endgame luôn đó. Thì bọn mình cũng ngồi thắc mắc với nhau là mọi người có đang hưng phấn về cái giải pháp này hay không. Thực ra thì từ góc nhìn của mình thì mình thấy là mọi người thậm chí là còn đang bị có đôi chút bi quan với cái ZK EVM này, và mình nghĩ là mọi người bi quan, nhưng mà bi quan ở cái chỗ là mọi người đang thấy là phí giao dịch ở trên ZK EVM nó khá là cao, đúng không? Và nó gặp một vài cái trục trặc, ví dụ như là cái gọi là người dùng dễ thấy nhất đi là cái việc là ZK Sync Era nó bị đứng và cái phí giao dịch nó cao. Thì cái này là cái mà người dùng dễ thấy nhất, và mình nghĩ là nó sẽ khiến mọi người bi quan hơi quá mức về cái vấn đề này. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta hình dung về cái cách mà ZK EVM nó gom giao dịch lại và nó tạo cái proof và nó đẩy cái tất cả dữ liệu xuống cái layer 1 á,
thì chúng ta sẽ biết là ZKVM trong cái mô hình của nó là dù ở trên cái layer 2 nó có bao nhiêu giao dịch, cái số lượng giao dịch bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ phải có một cái fixed cost, tức là một cái chi phí cố định để tạo cái proof đó. Thì phải tạo cái proof đó thì mới nhét cái proof đó xuống layer 1 để xác thực được. Cái fixed cost này, nếu như mà anh em nào mà gọi là có nghiên cứu về mặt gọi là kinh tế đó, kinh tế thì biết là cái fixed cost này nó sẽ scale tốt hơn về dài hạn, tức là dù cho số lượng giao dịch nó có tăng đi chăng nữa thì cái fixed cost nó vẫn nhiêu đó. Nên là nhiều người xài thì chia bớt ra đúng không, nó gọi là economy of scale á. Nhiều người xài thì chia bớt ra. Đúng rồi, giống như kiểu là đi ăn mà một hai ông thì cái bill nó sẽ nặng hơn là đi ăn mà ví dụ 5-10 ông chẳng hạn, share ra cái bill thì nó sẽ nhẹ hơn như vậy. Tuy nhiên á, là nếu như mà anh em nào mà nghiên cứu về cái cơ chế fee của ZK Rollup và đặc biệt là cái ngách ZKVM á thì sẽ biết là cái biểu đồ fee nó sẽ là một cái hình parabol. Và khi mà parabol mà gọi là ngược lên á, tức là nó giống hình chữ U á thì khi mà số lượng giao dịch nó tăng thì cái phí giao dịch nó sẽ giảm và nó sẽ giảm tới một cái ngưỡng optimal, tức là một cái ngưỡng tối ưu. Khi mà nó qua cái ngưỡng này rồi á thì dù cho bạn có tăng cái số lượng giao dịch đi chăng nữa thì nó sẽ đội cái phí giao dịch lên chứ nó không có tiếp tục giảm cái phí giao dịch cho mỗi transaction xuống nữa. Thì đây là cái gọi là cái thông tin mà mình nghĩ là mình cho rằng là mọi người đang bi quan quá mức ở thời điểm hiện tại nhưng mà lại lạc quan quá mức về cái thời điểm tương lai của cái giải pháp này. Tức là nó không thành thánh hóa như cái cách gọi là không giới hạn đâu, không có limit đâu. Cái mức phí cao cũng như là cái tốc độ giao dịch hiện tại mà nó đang bị giới hạn thì nó chỉ là một nửa của cái biểu đồ parabol hồi nãy thôi, tức là cái nó là cái phần bên trái của cái parabol thôi. Còn cái phần bên phải thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy. Chắc là disclaimer chỗ này với anh em xíu là tại vì sao mà bọn mình không ưu tiên lắm cho cái việc là chèn những cái biểu đồ cũng như là chèn những cái hình. Thực ra thì nếu như mà có gọi như là nếu mà cần thiết thì bọn mình sẽ chèn thôi, nhưng mà bọn mình luôn ưu tiên làm sao để khi mà nói chuyện với nhau như thế này này mà vẫn dễ hiểu, đúng không? Vẫn dễ hiểu nhất có thể cho anh em và vẫn có một cái hàm lượng nội dung nó gọi là nó mang giá trị thì và vẫn giữ như là một cái cuộc trò chuyện để làm sao để nó gần gũi hơn. Nếu mà chứ nếu mà chúng ta gọi là chèn đồ thị rồi chèn chèn ấy vô thì nó in here for tech quá, nó giống như một cái buổi gọi là bài giảng trên Coursera. Đúng rồi, thì nó hơi thiếu đi cái phần gọi là cảm xúc như là những cái thú vị của DeFi ha. Thì làm sao để biến cái cuộc trò chuyện này nó giống như một cái buổi chém gió trà đá chẳng hạn thì cái đó là cái mà bọn mình hướng đến. Cũng mong anh em thông cảm nếu như mà trong cái quá trình mà giải thích về cái vấn đề nó hơi đi xa thì mong anh em thông cảm về cách tiếp cận này của bọn mình. Nhưng mà thật ra thì cái hàm lượng tech trong cái buổi trà đá này nó cũng hơi bị hardcore quá thực sự. Câu chuyện là gì? Câu chuyện là đây là một cái khái niệm mới. Đây là nhiều người bảo đây là groundbreaking hay là cornerstone của thị trường thì mình cũng đồng ý thôi. Tại vì nó là một cái khái niệm mà chắc chắn là sẽ có một cái momentum, có một động lực đẩy thị trường đi rất là xa trong thời gian tới. Và cái thứ bọn mình đang nói ở đây là gì? Là mình cố gắng break nó ra thành từng mảnh nhỏ nhất có thể. Nhưng mà nó cũng sẽ yêu cầu mọi người có một cái kiến thức đủ nhiều, đủ để hiểu về những cái khái niệm mà bọn mình đang nói. Thì chắc là ở trên YouTube thì bọn mình sẽ có gửi một số cái link, các tài liệu để mọi người có thể đọc thêm trong quá trình follow để nó sẽ dễ cho mọi người theo dõi những cái này hơn. Và trong cái buổi hôm nay thì mình nghĩ là cũng đã cover khá là nhiều những cái câu chuyện về ZKVM rồi. Và chắc chắn là sẽ có những cái update trong tiếp theo. Tại vì tất cả những gì chúng ta thấy ở đây á, nó mới chỉ là những cái bước rất là cơ bản thôi. Mới là những cái ý tưởng, mới là những cái testnet, mới là những cái phiên bản beta. Và sẽ phải mất một thời gian nữa để các builder, các developer thật sự tận dụng hết được cái sự phát triển này. Như bọn mình đã nói đó, từ tận số 22 của DeFi Discussion bọn mình đã nói về cái câu chuyện là scale như thế này rồi. Nhưng mà đến tận số 80 mấy, tức là hơn một năm sau, 90 hơn một năm sau,
thì chúng ta mới thấy được những cái sản phẩm mà có thể sử dụng được, nhưng mà nó thậm chí nó còn chưa ready nữa. Đó là một câu chuyện rất là dài, và trong hành trình đấy thì rất mong vẫn có thể có được sự đồng hành của các bạn trong thị trường cũng như là với K68. Và rất là mình sẽ để nguyên dành một chút emotional time để say goodbye với các bạn. Ok, thì không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh em đã nghe đến tận những phút cuối cùng của podcast DeFi Discussion tuần này. Một cái chủ đề mà mình nghĩ là nó không quá là dễ nuốt, nhưng mà hy vọng là những cái từ khóa, những cái gợi mở trong tập tuần này thì sẽ tạo cho anh em một cái chút tò mò gì đó khi mà tìm hiểu và nghiên cứu về thị trường trong thời gian tới. Và hy vọng là cái cuộc trò chuyện hôm nay nó sẽ làm tốt được cái vai trò đó. Còn không biết đó gì hết thì chỉ biết cảm ơn anh em thôi. Ok, xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của DeFi Discussion. Bye bye.